Chào cả nhà đang xem kênh của Ngọc. Hôm nay Ngọc có làm lẩu mắm ăn. Ngọc có mua con cá ba sa và 1 kg thịt ba chỉ với sả cọng. Sả cọng này một hồi Ngọc kho, Ngọc sẽ để vô nồi nước lẩu mắm. Còn đây là cà tím với khổ qua, đặng một hồi Ngọc thả vô nồi mắm. Còn đây là rau ăn kèm với lẩu mắm, nhìn hấp dẫn ghê luôn cả nhà. Và đây là ớt với sả, Ngọc sẽ để vô sấy là Ngọc kho mắm. Rồi, bây giờ Ngọc đi chuẩn bị nấu nồi nước mắm. Trước tiên Ngọc sẽ nấu nồi mắm trước. Khi nào mắm rã ra Ngọc sẽ lượt là Ngọc đem nấu mắm. Trong khi chờ đợi nồi nước mắm rã thịt, Ngọc sẽ xào thịt trước. Cho vô một ít dầu, cho tỏi vô, Ngọc sấy tỏi nó vàng, Ngọc sẽ cho xả ớt dầu sấy vô. Tiếp tục Ngọc sẽ cho thịt ba chỉ vô xào cho xanh. Quá thơm nữa rồi, mùi xả mùi tỏi thơm nực nồng. Ngọc sau lấy muối sợi mắm sợi mặn, một hồi từ từ Ngọc sẽ như sau. Khi để rồi đem ra thấm gia vị như thật cho nó ngon. Giờ mắm đây đã sôi, Ngọc sẽ hớt bột. Bột xong nấu rã Ngọc sẽ đem đi luộc. Mắm đã sôi đã rã thịt, Ngọc sẽ đem đi lượt qua đây và Ngọc sẽ cho vô nồi. Thịt Ngọc đã xào xong, giờ Ngọc sẽ cho nước mắm vào. Ngọc đã lượt. Tiếp tục Ngọc sẽ cho một ít bột ngọt. Đường. Rồi mắm đã sôi, Ngọc sẽ hớt bột. Bột sạch Ngọc sẽ cho khổ qua vào. Tiếp theo cà tím. Sau cùng Ngọc sẽ thả cá trên mặt. Tại cá mà mềm nên Ngọc cho nằm trên mặt cho đựng nước. Rồi giờ nồi mắm đã chín, Ngọc đã nêm lại xong vừa ăn.
Ngọc sẽ tắt bếp. Gọi bé bé ngon với sẵn nè. Món cánh gà ngon quá cả nhà. Mắm vừa ăn với gà luôn. Đậu mắm chấm với rau thơm. Bắp chuối giá với bông điên điển. Với rau muống là ngon số 1. Cá con ăn đi mà cái nhà ăn cá nè. Nhà Ngọc ít có ăn dọn nên Ngọc nấu, Ngọc thả vô chung, Ngọc nấu chín luôn chứ đáng lẽ này là phải đem lại chỗ vừa ăn vừa thả vô là nó ngon ngon luôn, mà tại nhà Ngọc ăn không có dọn, ăn không có dọn, ít ăn chung lắm. Hôm nay nó mới ăn bởi vì thật ai thả đồ chín hết. Bớt lửa rồi nóng. Tắt đi nóng. Chấm cái rau thì không còn gì đấy, ngon ngon số 1 luôn. Mắm này còn thiếu rau nhúc, có rau nhúc là ngon, ngon số giấc luôn. Là quên mua rau nhúc.
cá ba sa này nấu lẩu mắm ăn quá ngon, béo béo luôn, ngon dễ sợ. Này rộng ra ăn ra không nó còn giống nhau à, giống ra mà giờ quá nóng. Không có ăn nổi. Nhà Ngọc này ăn mắm kho là chỉ ăn với cơm mà ít quá, ít ai chị ăn muốn. Cái bụng cá nó béo quá nè. Ông xã Ngọc kho mắm là ông chỉ thích ba gỏi với cá ba sa. Để hải sản nó gần vô ổng nó chịu ăn. Ổng thích ăn hải sản. Đắp ra ngoài bếp mới được, quá trời nóng. Nó không ổng lửa luôn. Ăn chưa? Hết chi?
Nhà Ngọc ở gì đúng không? Đằng nào cũng hai mẹ con Ngọc rồi. Hầu như là bớt tôn không nữa nha. Con trai Út Ngọc à? Là sống cũng chẳng ngon mà ăn đỡ ra không khỏi là con cơm cũng ngon mà mắm vừa ăn ngon sợ. Tắt lửa biết bao lâu lắm rồi nó còn nóng được miệng luôn. Ăn lẩu mắm nóng rồi lớp lực nữa đổ mồ hôi hết đây nè, giờ no lên cành hông đi cũng hết nổi luôn. Một mình hai mẹ con Ngọc sạch sẽ trên dao cũng chùi hết trơn còn mất. Và giờ video đến đây Ngọc tạm ngưng, cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngọc. Nếu cả nhà thấy thích kênh Ngọc với lắm, hãy nhấn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để tiếp tục xem video mới nhất của Ngọc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, chào cả nhà.